600k một đôi, 1 triệu một đôi, 1.250.000 một đôi và 1.000.000 khung sắt. Đây là loa tép chống cháy hàng chuẩn nhất Việt Nam, chống cháy 100%. Liên hệ với Lưu Bắc An, số điện thoại trên màn ảnh, số điện thoại đặt hàng nha. Đây là loa tép hàng chất lượng cao, chống cháy 100%. Loa tép chống cháy nó phải như thế này các bạn nhá. Như cầm 1 triệu đây chẳng hạn, nó phải như thế này này. Mới gọi là tép chống cháy này, chứ không phải là tép tụ cản treo lủng lẳng này đâu các bạn nhá. Anh em tham rẻ mua cái tép tụ cản treo lủng lẳng này nó mới cháy thôi. Giờ ai chơi tép tụ cản treo lủng lẳng đấy nữa, nó cháy là phải các bạn nhá. Và tép chống cháy nó phải trang bị chống cháy đầy đủ như thế này này, mới gọi là hàng chuẩn chống cháy này. Những anh em có tiền nhưng không biết chỗ chuẩn mà mua, anh em cứ tham rẻ mua hàng rẻ hàng mã thì nó mới cháy thôi các bạn nhá. Còn kênh của chúng tôi là kênh chuyên loa hàng cao cấp, kênh uy tín số 1 Việt Nam, loa tép thông minh Lưu Bắc Cạn, kênh YouTube điện tử Phương Lưu. Như mẫu này 1.250.000 một đôi này, tất cả các mẫu này, cái mẫu này là có mẫu 450 nhá. Còn bên khung sắt này, đấy, khung sắt này là đời đầu nhá, có một bên có chế độ siêu tép. Đây mẫu 1.000.000 là của 350, và đây mẫu 600k, từ 600 này đến 1.000.000 này, 1.250.000 đều dùng cho các loại cục đẩy nhá, từ 20 sò, 40 sò, 60 sò, âm ly các loại đều được, loa cây, loa phun, nó đứng loa nào đều được. Cái dây của nó dài 1 mét rồi, về đấu đi loa, đi âm ly, đi cục đẩy. Đây là loa tép tăng cường độ nét và uy tín số 1 Việt Nam. Những anh em mua hàng rẻ hàng mã mà bị lừa nhiều này, bị thuê bao chặn số này, mua phải cái hàng không đảm bảo chất lượng, thì anh em có thể đăng ký kênh của mình để giao lưu và mình cấp cho anh em những cặp tép hàng chất lượng nhất, uy tín số 1 Việt Nam. Như đôi 1.000.000 tất cả các mẫu đây, bên mình gửi hàng toàn quốc nhá. Anh em về test kiểm thử ok thanh toán, anh em có thể chụp lại màn ảnh để lưu số điện thoại của chúng tôi. Đây là loa tép chống cháy hàng chuẩn nhất và một kênh uy tín nhất số 1 Việt Nam, 600k một đôi. Đây là cổ 250, chỗ này là 12 vuông nha, cao 16, 600k chống cháy hàng chuẩn nha. Đây là cặp 1.000.000 một đôi, bao ship rồi, anh em về test kiểm thử ok thanh toán, 1.250.000 một đôi. Đấy, tép chống cháy nó phải như thế này các bạn nhá, chứ không phải như thế này đâu. Anh em hãy xem kỹ video để xem hàng nào hàng chuẩn, hàng nào chống cháy, hàng nào hàng lừa các bạn nhá. Đấy, nhiều anh em có hỏi là loa tép bên bạn có đảm bảo chống cháy thật hay không, anh mua trên mạng mấy đôi về toàn cháy. Đấy là do anh em tham rẻ, anh em chưa có tiền nhưng không biết chỗ nào chuẩn mà mua, rất là khổ. Đấy, chỗ chuẩn để lại bỏ lừa, chỗ lừa để lại phải đâm đầu vào mua, nói cháy là phải các bạn nhá. Đây là số điện thoại hàng chuẩn chỉ của mình đây. Ok.